Chạy giống Cần Thơ xin chào anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bên em có khoảng 60 con gà ốm hơn 10 ngày tuổi nha. Đây, hơn 10 ngày các bạn. Các anh chị nào mà có cần mà nuôi mà gà ốm gì nè như vậy nè. Đó. Được 60 con nha, anh chị nào cần thì cứ alo cho em hốt liền nha. Tại vì số lượng ít à chứ không có nhiều. Ốm sẵn gì lông cánh nó ghê, nó khỏe ghê rồi. Các anh chị nào có muốn nuôi mà gặp video của em ấy, thì cứ điện thoại cho em liền để em chốt nha. Tại vì khi em đăng lên là các anh chị thấy nhiều cho nên là các bạn cứ điện thoại thẳng cho em, đừng có nhắn tin nha. Cứ điện thoại thẳng chốt cho em. Hơn 10 ngày các bạn. Em đang ấm nè. Gà này rơi vào cái khoảng tầm 10-12 ngày, em cũng không nhớ nữa. Tại vì em ấm rồi em cũng không có để ý ngày nữa.